Tại huyện Vũng Liêm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vừa khai mạc Hội thao Thanh niên dân tộc năm 2020. Đây là năm đầu tiên hội thao được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ hội, hội viên thanh niên học sinh dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội thao Thanh niên dân tộc Khmer năm nay có 4 đội ở 4 đơn vị huyện Tâm Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh. Các vận động viên tham gia 3 bộ môn gồm kéo co nam nữ, đẩy gậy nam theo hai dạng cân 50 và 60 kg và chạy tiếp sức nam nữ với cự ly 1.000m. Không đặt nặng vấn đề thắng thua, hoạt động Hội thao Thanh niên dân tộc Khmer năm nay đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, giúp cho cán bộ hội, hội viên thanh niên, học sinh dân tộc Khmer trong tỉnh có được sân chơi bổ ích lành mạnh, rèn luyện thân thể, đồng thời thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết giữa các tầng lớp thanh niên trong cộng đồng. Đây cũng là một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực để Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Long mở rộng tập hợp đoàn kết thanh niên, nhất là địa bàn nông thôn, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng hội viên thanh niên trong thời gian tới.